nâng cấp billet quốc dân cho chiếc xe Toyota Vios. Với cái xe Vios nguyên bản thì nó đã có cái đèn projector rồi. Đây, một cái đèn projector này. Nhưng mà cái ánh sáng của nó thì cho ra chả khác gì là đom đóm thôi anh ạ. Đấy, bởi vì nó sử dụng cái bóng halogen này nhá. Thì bóng halogen này cho này ra thì nó có mặt cắt nó tốt hơn cái dòng chóa xe thông thường thôi. Nhưng mà ánh sáng mà ra thì không thể bằng cho anh em di chuyển thì không thể bằng anh em nâng cấp bi được. Đó. Thì bên em có nâng cấp cái bộ bi Limited 3.0 này cho chiếc xe này. Thì các bác có thể thấy đây là ánh sáng mặt cắt cốt của nó này. Mặt cắt cốt và nó sẽ rất là đậm tâm và mịn này. Khi mà mình di chuyển thì cái với cái ánh sáng ở cái nhiệt màu ánh sáng trắng ngả vàng này, các bác di chuyển được nhiều cái cung đường thời tiết khác nhau. Và đặc biệt là cái tâm pha nó sẽ tụ tâm pha nó sẽ là tâm pha màu vàng nha các bác nhé. Nên là các bác di chuyển vào trên cao tốc để đảm bảo cho mình đi. Với cái thay đổi ánh sáng này thì khi mà mình di chuyển thì nó không bị mỏi mắt. Bác nào cần nâng cấp ánh sáng cho xe của mình thì các bác có thể qua Agala Thái Nguyên các bác nhé.